Rồi, hello anh em ha. Bữa nay quay cái clip đặc biệt. Một cái clip đặc biệt ba con xe bự mà ba chủ xe ai cũng bự luôn. Rồi để quay cho anh em xem nè. Đó, ba con xe nó bự nè, ba chủ xe ai cũng bự hết luôn. Đây, thì đây ở chúng ta đang có là Z9, Z650 và Z800. Này là Z 5000cc. Đây là chủ xe Z8 ai cũng biết rồi. Đây chủ xe Z9. Còn đây chủ xe Z650 rồi. Trời ơi, ba chủ xe này đi ra đường là hết đường luôn nha anh em. Đây đây là chiếc Z650 mình mới giao nè. Thì so với ba dòng á, sẵn đây mình nói cho anh em nghe luôn. So với ba dòng á thì đương nhiên 650 nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà 650 nó mạnh lắm nha anh em. Hai máy cái ga tọt đầu nó rất là cao, rất là mạnh. Và cái con 650 này nè, nó tiết kiệm nhớt và tiết kiệm xăng rất là nhiều. Còn về cái ngoại hình của Z8 á anh em, thì cái con Z8 này nè nó sẽ nặng hơn Z9, nhưng mà bù lại nó sẽ có cái độ ngầu hơn, cái độ to hàm hố hơn Z9. Thì đó, dành cho người ta gọi là ở bên mình á thì sẽ gọi dành cho mập lớn. Mập lớn này sẽ đi con Z nó to hơn, nó hàm hố hơn, thì do mỗi người ta thích, người ta thích cái kiểu hàm hố của Z8. Con này mập nhỏ tuổi trẻ mới trải sự đời, cho nên là đi Z9 nó nhẹ, nhưng mà Z9 nó vẫn mạnh lắm nha anh em. Cái tọt đầu của nó phải là hơn Z1000 luôn á. Cái tọt đầu nó mạnh lắm, tại Z9 nó giảm trọng lượng, Z9 nó dễ điều khiển đó. Nhưng mà về Z650 đó nha anh em, về Z650 nó có lợi thế như vậy. Nó có báo số này nọ, rồi cái yên của nó chở người yêu rất là ok. Cái yên của nó khi mà anh em chở người á rất là ok nha. Hơn là con Z9 hoặc là Z8 nó sẽ bị trượt. Còn con Z650 yên chạy rất là thoải mái. Và đương nhiên cái dáng của con Z650 á thì nó sẽ nhỏ, mập một mấy mấy mập mấy sáu. Em ngồi lên con Z650 cho anh em coi đi. Hơn mấy bảy bự quá rồi, hơn mấy bảy mấy rồi. Thì ở cái con Z650 này á anh em, nó lùn, nó thấp, nó dễ điều khiển nha, nhưng mà nó rất là mạnh. Thì anh em 1m6 đồ có thể chạy nó thoải mái. Nhưng con Z8 này sẽ hơi cao, nó cao hơn con Z9 luôn. Z8 thì nó cao lắm anh em, coi mà anh em liệu cơm mà gắp mắm. Ồ sao con này nó ban ngày nó giống như mở đèn vậy? Ủa anh mở đèn hả? Rồi cái bóng đèn này lên nhiêu? Bộ đèn lên nhiêu? 9 triệu mấy. Bộ đèn 9 triệu mấy. Ghê không? Con này cũng lên được mà, con này lên được bóng đúng không? Được. Bóng lớn đẹp. Đó thì đây sẽ quay ngoại hình, đây quay toàn nè. Đó quay ngoại hình cả ba chiếc cho anh em xem. Đó. Thì con này cao nhất, nặng nhất, con này nhẹ nhất, thoải mái nhất, dễ chạy nhất, nhưng mà nó rất là mạnh. Nó mạnh lắm, tọt đầu mạnh lắm. Còn con Z9 thì khỏi nói rồi, quay review quá nhiều, vừa nhẹ vừa mạnh nữa. Đó, ở đây ồn quá không test bô cho anh em. Bô ông nào cũng lên súng hết, súng lớn hết đó. Ông nào cũng có súng lớn hết đó. Ông này là Yoshimura. Đây, Thi là Thi mấy sáu, Thi lên ngồi từng chiếc cho anh em mua xe người ta dễ coi. Rồi, lên với chính đi. Thấy với chính sao? Không, tại cái này nó bị cái dốc. Chứ Thi chống với chính không? Chạy được. Chạy được, đúng rồi. Chạy thế chó đáy cục đèn á. Được hết. À, rất là ok. Qua với 650. Với 650 lùn với Z9 một xíu. Lùn nhiều luôn á. Z8 là cao nhất, lên Z8 đi. Ông nào cũng lên súng hết nè, súng nè. Ông nhỏ nhất mà cái súng bự nhất nè. Ông bự nhất là cái súng nhỏ nhất. Con này súng vừa. Đấy, con này cao hơn Z9 một xíu. Z8 đã cao mà. Đấy, nó nặng hơn xíu. Đúng rồi, nó phải nặng thôi. Nó béo hơn á. Rồi em qua em thử con này luôn đi. 67, rồi 67. Con này phải tầm Z9 mới chạy được nhá. Con này phải có điều kiện mới chạy được. Đó anh em đẹp không? Đó quay lại cho anh em xem một xíu nữa nè. Lâu lâu mới ba anh em mới tụ họp á. Cái này giống ba anh em quen vũ á. Coi ba anh em kết nghĩa vườn đào cái này ta kết nghĩa vườn đào, mình kết nghĩa ở showroom nè. Con này ổng lên đồ nhức nách luôn á nha anh em. Lúc mua là chưa có lên gì đâu. Rồi mua xong rồi ổng chạy, ổng nhức chân rồi ổng lên đồ nhức nách luôn. Nè cái dĩa nè, cho anh em coi cái dĩa nè. Cái dĩa mấy triệu ta? Cái dĩa không, dĩa sơn luôn là 7 triệu mấy hay là dĩa? 9 triệu mấy cho cái bộ dĩa nè. Là ổng lên tên của ổng luôn đó, anh em thấy không? Đâu, cái này là múp đúng không? Múp chứ đâu phải một múp. Thấy không? Cái dĩa nhìn nhức nách liền. Cái mâm nữa, mâm sơn mấy triệu. Cái này bộ sơn nhông sinh đĩa luôn cả 9 triệu. Ốc titan rồi nữa. Con này về bữa bán là thôi, ai mua con này là nhức nách luôn. Còn con này thì hiện tại có chống đổ rồi này nè, chắn gió, bát biển số, bô, cái kính màu đỏ của Exide không thì. Còn con này hồi đó mua là có bô độ, chống đổ, kính gió này nọ thôi, bát biển số. Chưa có lên, mấy con này chưa lên đồ chơi, chỉ có con này là mua rồi lên nhức nách thôi. Cái này khoảng cách giỏ xịn. 50 mét. Cái bô này là bô hồi xưa mình đi nè, mình để lại nè, hồi đó mình mua 15 dít luôn á. Mập là loại đồ xịn không à. Đó. Bộ cổ titan này bao nhiêu quên rồi đó. 13 triệu mấy. 13 triệu mấy titan tiền khò luôn á. Chưa tính tiền khò. Chưa tính tiền khò. Xe nhức nách đó, đồ chơi gần bằng với xe luôn rồi. À, đỉnh cao của độ xe là về bữa độ hết rồi xong bán xe. Tay Rambo nè. Yên này vẫn còn ngon nha anh em, tại mập nó không chở ai đó. Yên vẫn còn ngon và chơi. Còn xe này mập nhỏ tuổi trẻ chưa trải sự đời, nó hay chở gái nên Yên nó bị lủng mà. Lủng. Đó. Xe này mua của mình cũng lâu lắm rồi á. Anh em nào mà hay qua mình chơi là sẽ biết chiếc này và chiếc này. Đó, sẽ biết chiếc này và chiếc này. Với mặt bị chai. Lâu tụ họp quá đó. Đó chưa nắng anh em không ăn cơm đi ra nhìn xe cái là no. Nhìn cái là no. Rồi ok, anh em có thắc mắc nào hãy liên hệ trên bay, mình sẽ chèn cái bay ở đây. Anh em theo dõi cái bay, những mẫu xe mới giờ mình sẽ để đây nha anh em. Bay ở đây nha anh em. Đó, những mẫu xe mới về mình sẽ chèn vô đây và đăng ở đây hình trước. Đó, còn hình như là lên video thì nó sẽ hơi chậm anh em. Nó sẽ hơi chậm và anh em sẽ không có lựa được xe liền. Mình sẽ đăng hình trên bay nha anh em. Còn bên có rửa xe này nọ luôn nha anh em. Rửa xe lột keo rồi hết cho anh em luôn. Giá hữu nghị luôn. Những anh em đã mua xe bên mình đó là rửa xe chỉ có 40-50 ngàn thôi nha anh em. Đó. Ví dụ anh em lạ thì rửa miễn phí, còn anh em thân quen thì rửa lấy 1 triệu. Nhưng mập là lấy 1 triệu, nãy giờ qua bòn à. Bơm bánh xe đúng không em? Dầu thắng à, còn cái gì nữa không? Làm luôn lần hay lấy tiền luôn à. Hết rồi. Có trà cái Yên kia che giấu vết không? Hả? Dạ mấy anh em thân quen gọi anh Minh là anh Minh Bào nha. Nói vậy thôi chứ có lấy tiền mấy ông đâu mấy ông. Đùa thôi chứ. Rồi ok, bye bye anh em, để chụp tấm hình làm kỷ niệm mà.